Mến chào ông bà cô bác, anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Kim Anh Xứ Người. Hôm nay mình mời các bạn cùng đi với mình từ nhà cho tới chợ Raley's ha. Chợ Raley's này là chợ của người Mỹ trắng. Thì ở đây họ bán đồ cũng tương đối không có rẻ. Nhưng mà cái gì cũng có nha các bạn. Mà người Mỹ trắng họ rất thích đi chợ này. Thì từ ở nhà mình á, mình lái xe ra đây cỡ khoảng 10 phút rồi các bạn. Đây là khu dân cư, hai bên là khu dân cư không đó các bạn. Khu dân cư mới, có tên gọi là Natomas. Natomas Park đó các bạn. Thì cái khu vực này ngày xưa thì mình không biết, nhưng mà khi mà mình ở đây thì đó là khu dân cư mới luôn á. Thì có đầy đủ hết nha các bạn. Có cây xăng, có trạm rửa xe, có sửa xe. Nói chung là chợ búa rồi ôi thôi, trường học nữa, đủ thứ luôn. Đây, rồi bây giờ mình bắt đầu quẹo vô cái chợ nào các bạn. Đây là Bắc Kinh, đi vô khu Bắc Kinh của chợ Raley's nè các bạn. Ở trong đây có Champa Chút, có bán nước uống, trái cây đó, healthy, sức khỏe đó các bạn. Rồi có cắt tóc, có làm nail, ôi thôi đủ thứ trong một cái plaza này đó các bạn. Thì Bắc Kinh của nó rất là rộng. Rồi nhà hàng nữa, nhà hàng của Mễ, nhà hàng của Mỹ, nhà hàng của châu Á, đủ hết á, nhà hàng của Thái, của Ấn Độ, nhiều lắm. Cho nên ở nhà mình mà muốn đi ra ăn thì ăn mấy cái đồ ăn này, mấy cái nhà hàng này cũng rất là nhiều. Nhưng mà mình thì rất ít đi ra ngoài nhà hàng ăn, đa số là cứ nấu nướng ở nhà ăn thôi. Đó, trước mặt các bạn có chữ Raley's, các bạn thấy không? Đó, đây mình đang chạy để đậu vô Bắc Kinh để mình đi vô chợ nè các bạn. Raley's Supermarket. Đó. Trong chợ này nó có Starbucks nữa nha các bạn. Hồi trước thì nó có cà phê Peet, nhưng mà bây giờ nó đổi thành cà phê Starbucks rồi. Bây giờ mình đi vô nè, mình quẹo qua bên đây để mình đậu xe, rồi mình sẽ đi vô cổng để đi kiếm đồ để mua ha các bạn ha. Mình sẽ dắt các bạn vô để coi mua những gì trong đây, trong đây bán những gì, rồi giá cả như thế nào. Đây, mình đậu vô đây. Rồi, bây giờ mình đi vô trong chợ nè các bạn. Đó, đây là entrance, cái cổng đi vô nè các bạn. Đây. Đây, chợ đi vô ha. Ở đây, đó, cổng đi vô. Đây, mình đi qua phía bên đây cho các bạn coi. Cái cửa vừa bước vô bên tay phải đó, đó là cà phê Starbucks ha. Rồi đây là, ở đây là cái khu bánh nè các bạn. Bánh mì, bánh, tất cả các loại bánh ngọt. Họ làm fresh, họ làm tươi mỗi ngày đó các bạn. Donut nè, rồi bánh kem nè. Rất là nhiều loại, loại bánh mì. Baguette, rồi bánh mì của Pháp. Nói chung là bánh mì rất là nhiều luôn. Rồi đây là mấy cái loại bánh kem họ làm tươi lắm mọi người. Các bạn có thể đặt họ order, đặt họ làm theo kiểu của mình á. Họ sẽ làm theo kiểu của mình. Thì giá cả nó cũng 30 mấy đồng một cái vậy đó các bạn. Rồi cái mình đi qua cái khu này. Đây, tất cả các loại này là bánh, khu vực này là bánh ngọt nhiều lắm các bạn. Giờ mình đi qua cái khu này là khu chi nè, các loại chi. Các loại chi để ăn bánh mì hoặc là để làm bánh rồi đó các bạn.
ở đây là mấy cái đồ ăn mà họ đã làm sẵn rồi đó, mình về mình bỏ microwave hâm nóng lên là ăn thôi. Đây, rồi mình đi lại ngay cái khu vực này là khu vực bán nước. Ở đây là khu vực bán súp nè các bạn, nó bán súp mỗi ngày luôn. Nó có mấy loại súp này luôn mà các bạn, nó bán vô cái tô giống như cái hộp đó, giống như mình mua to go vậy đó các bạn. Ở đây thì salad, nó bán salad, salad đó, salad trộn đó, các bạn có thể lựa theo ý của mình thích. Mình thích ăn gì, carrot hay bông cải, nấm, salad, rau mùng tơi, salad, đó đủ thứ luôn. Rồi bên đây thì mấy cái đồ này là họ cà rốt nè các bạn, ăn để ăn snack không á. Ở đây là mấy cái loại thịt, mấy cái loại đồ mà họ trộn sẵn rồi á, mình đem về mình chế biến ra ăn. Đây có cà rốt mà họ nướng rồi nè. Đây là hem, sausage, hem rất là nhiều luôn đó các bạn. Ở đây nó bán rất là ngon. Chợ này phải công nhận một điều là chợ này bán tuy mắc thiệt nhưng mà ngon nha. Ở miền Bắc Cali này á thì Safeway với lại Raley's là hai cái chợ mà bán đồ giá mắc nhưng mà rất là nhiều đồ để mình mà lựa chọn, mà đồ rất là ngon tươi ha các bạn ha. Các bạn có mua thì các bạn có muốn thì thử tìm đến hai cái chợ này. Ở đây là chợ Raley's, chợ Safeway mình có đăng lên trước rồi đó. Ở đây cái cái xúc xích này nè các bạn, rất là ngon luôn các bạn. Nó đang có giá 5.98 cho một bịch vậy đó. Rồi ở đây là mấy cái hem turkey, gà tây có nè, bò có, gà heo có, đủ loại luôn. Cái này để kẹp bánh mì ăn sáng đó các bạn, ăn sáng ăn trưa gì cũng được mà kẹp bánh mì ăn đó. Thì đây mấy cái loại hem không à, đa số đây là hem, cái dãy này là dãy hem đó các bạn. Rồi qua phía bên đây là dao ua nè các bạn, dao ua đủ loại luôn, nhiều loại lắm. Rồi có phô mai đầu uống bò cười nữa nè. Qua phía bên đây là mấy cái phô mai, mấy cái bơ á các bạn. Rồi đây là chi cây nè, chi cây này nè, lăn bột chiên ăn ngon lắm á các bạn. Phô mai que đó, Việt Nam gọi phô mai que đó, rất là ngon luôn. Nó đang giảm giá chị em các bạn, 4 đồng mấy còn giảm có 2 đồng mấy thôi. Đang sale nhiều mặt hàng lắm. Rồi mình đi qua phía bên đây thì mấy cái này là cà phê, sữa, mọi thứ trong đây. Rồi bây giờ mình đi tiếp qua bên cái khu vực này mình coi ha. Đây sữa tươi quá trời luôn, các loại luôn đó các bạn. Rồi sữa đậu nành, sữa almond. Rồi ở đây là dao ua mà hũ lớn luôn nè. Rồi rất là nhiều loại kem, ice cream, đủ loại luôn đó các bạn. Đây nhiều loại lắm. Rồi dao ua trái cây đây dao ua trái cây không đó các bạn. Rất là nhiều luôn ha. Rồi qua đây là khu trứng rồi, trứng dài dài luôn. Ở đây là mấy cái thịt ba rọi xông khói nè các bạn. Cái sốt xay này nè, để ăn với lại bánh bên Việt Nam gọi là bánh Doraemon á, hay là gọi là pancake đó các bạn. Rất là ngon luôn, chiên ra, cắt ra từng khoanh chiên giống như là burger vậy đó. Ngon lắm các bạn, nhưng mà nó có cái mùi xay trong đó, ăn rất là ngon. Rồi đây là nó có mấy cái hộp bột này nè các bạn. Mình mua về là mình chỉ có việc mình cắt ra rồi cái mình nướng thôi. Cái bánh con cua nè, mình cuộn lại đó để mình nướng ra bánh con cua. Rồi ở đây là các loại bơ nè các bạn. Quá trời loại bơ luôn. Đây, bơ mà bơ hộp lớn luôn đó các bạn. Bên đây thì nó bán thiệp
Cái chợ này nó bán đủ thứ luôn. Đây là bán các loại thiệp, thiệp Valentine, thiệp sinh nhật, thiệp đầy tháng, thiệp thôi nôi. Nói chung là tất cả các loại thiệp á đều có ở đây hết các bạn. Đây à, rồi phía trong đây nữa nè. Đi vô trong đây các bạn coi thiệp không. Nhiều lắm. Rất là nhiều thiệp màu mè đẹp, thiệp đủ kiểu đó các bạn. Rất là đẹp luôn. À, cái chợ này thì cũng tương đối khá là rộng. À, bên đây là khu vực này là nó bán đèn cầy thơm á các bạn, nến thơm á, rất là nhiều luôn. À, đó. Nến thơm rất là nhiều. À, đây là thiệp, tiếp tục thiệp nè các bạn. Nó có tới 3-4 gian hàng bán thiệp luôn á, cho nên là vô đây tha hồ lựa. Tiếng Anh có, tiếng Mễ có. Rồi đây là khu vực mấy cái đồ để gói quà. Đây khu vực để làm bánh nè các bạn. À, mình vô đây mình mua mấy cái bột, mấy cái nguyên liệu để làm bánh đó. À, đây khu vực này là khu vực để làm bánh không nè. Đủ loại luôn. À, rất là nhiều ha. À, thì chợ này á, nó rất là rộng bự mà nó bán đủ loại luôn. Ở đây mấy cái loại bột mì, bột almond, bột hạnh nhân, bột hạt dẻ. Nói chung là đủ loại các bột, bột dừa nữa các bạn. À, bột sô-cô-la, bột cacao. Rồi mấy cái sô-cô-la chip, rồi almond mà nó hạnh nhân mà nó cắt nhỏ 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 ra đó các bạn. Rất là nhiều loại luôn. Thì rất là tiện dụng. À, vô chợ này thì cái gì cũng có đó. Đó. À, đây hai bên này là mấy cái nguyên liệu để làm bánh không đó các bạn. Đường, bên đây khu vực này là khu vực đường nè các bạn. Đó. À, đường, đây bột nè, bột dừa nè, bột sô cô la, bột cacao, đủ loại luôn. Đó, bột dừa nè. Cho nên á, rồi bên khép nè, bột để làm mà bánh Doraemon đó các bạn. À, hay là waffle cũng có. À, mấy cái bánh kẹp rồi đó. Nhiều lắm. Rồi mấy cái siro để ăn với bánh đó đó. Nói chung là ở đây nó bán rất là nhiều mặt hàng. Mình đi kiếm mua cái sotanin đó. Sotanin để đây, cái sotanin này để làm bánh đó các bạn. Nó giống như là bơ vậy đó, nhưng mà nó thơm hơn, nó béo hơn. Dạ. Yeah. À, mình đi kiếm mua cái đó đó. Đây là khu vực dầu. À. Rồi mình đã kiếm mua được cái món đó rồi để mình làm bánh đó mà. Này có bán chén luôn nè các bạn, chén dĩa đầy đủ luôn mà hàng cao cấp nha các bạn. Ở chợ này nhiều lắm, đủ mặt hàng hết á. Mà các bạn để ý đi, toàn là Mỹ trắng thôi. Nhiều lắm. À, đi vô đây họ mua, họ thích đi chợ này. Rồi có rất là nhiều người luôn. À, trong khu vực này. Rồi đây khu vực này là bán đồ cho chó mèo nè, đồ chơi của chó mèo nè các bạn. À, bên đây là đồ ăn của chó. À, dập dập ở đây hai bên này nè, đồ ăn của chó mèo. Cái dãy này là đồ ăn của chó mèo không đó các bạn. Họ bán cũng rất là nhiều luôn. À, đây có cái tủ lạnh này nè, họ bán đồ ăn tươi cho chó nè các bạn. Có hình chó nè, rồi có hình mèo nữa, là đồ ăn cho chó mèo á, gọi là fresh pet đó các bạn. Thì để cái câu chuyện vui là có một cái anh đó, người Bắc, bạn ảnh qua chơi á, mà ảnh sống ở bên đây, ảnh qua đây sống mới qua thôi, tại vì ảnh người Bắc, ảnh thích ăn thịt chó. Thế qua đây cái ảnh mới đi tìm thịt chó anh ăn, thì ở bên đây đâu có bán thịt chó. Thì ảnh đi vô trong chợ này nè, anh thấy cái tủ lạnh đó đó, nó bán đồ mà để hình con chó đó. Ảnh lại tưởng đó là thịt mà tươi như vậy đó, thì ảnh lại tưởng đó là thịt chó. Ảnh mua về ảnh ăn đó các bạn. Mua về thì vô tình á, mình qua chơi thì mình gặp, mình mới nói là chứ trời đất ơi, sao anh có nuôi chó? Anh nói không, đây thịt chó, thịt cầy đấy. Nói trời ơi, cái này là đồ ăn cho chó chứ không phải cho người đâu anh. Thế là ảnh lấy, anh nhà mình có nuôi chó, hay ảnh nói vậy thôi, em đem về em cho chó nhà em ăn đi. Mình mắc cười thì thôi luôn á.
Rồi đây là khu vực bán kem nè các bạn, các loại kem, rồi mấy cái đồ đông lạnh nè, đồ hộp, đồ rất là nhiều luôn. Mấy cái đồ mà mua về ăn nhanh đó các bạn. Các bạn thấy chợ này rộng không? Rộng mà rất là nhiều ha. Thì video của mình cũng khá dài rồi, mình xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng cho mình xin một like, một share và một đăng ký để tạo thêm động lực cho mình, để mỗi ngày mình đăng lên nhiều video hay hơn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn vào video kế tiếp.